Anh đi quận 12 anh lên mòn đường ạ. Sao? Hay còn gì nữa? Thấy anh chưa được đẹp trai. Chưa được đẹp trai. Giờ không đẹp thôi trời. Không đẹp thì không bấm không trời. Trời chúc em tìm người được giỏi. Vậy đường ai đó đi. Thật ra kiếm người đẹp trai khó lắm á. Mời nhà trai. Ai? Ai đi. Mời nhà trai ngồi. Xin mời nhà gái. Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Anh tên là gì? Em tên Nguyễn Minh Hiếu. Nay em 46 tuổi. Em ở Cần Giuộc, Long An. Em làm bảo vệ. Bảo vệ nữa. Mới bảo vệ nãy giờ gặp bảo vệ nữa. Làm như bảo vệ ấy nên sao tới đây phải đi qua vậy? Liền. Dạ em chào anh. Trời. Bảo vệ đi khác bảo vệ nãy nha. Bẩm trơn. Hiếu làm bảo vệ. Rồi mình sống ở Cần Giuộc với ai? Ba mẹ mất ở đây mất con mình à. Anh em đâu? Anh em ở Duyên hết nè. Hồi ở mình sợ ma không? Không anh. Đây có ở mình nên gì đó. Dạ. Nhà gái giới thiệu về mình đi chị. Đó, em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào dạ. Vị khán giả. Em tên là Lê Thị Toán. Năm nay 47 tuổi. Em sinh sống ở quận 12. Chị ở quận 12 là chị ở với ai? À, mấy chị gái. Dạ, mình làm công việc gì hả chị? Công việc của em là buôn bán tự do. Buôn bán tự do. Còn đây làm bảo vệ. Mình làm về bảo vệ về mình sống có mình nó buồn không Hiếu? Nó buồn anh. Nhà có nuôi thêm mấy con dê. Cũng buồn người da cho nó ăn là cũng thấy con dê là cũng vui. Mẹ. Mẹ. Nó kêu gì đúng không? Mỗi lần cho nó ăn kêu sao? Da cho nó ăn thấy nó kêu. Rồi bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Mạnh của em cũng bữa nào về dậy sáng sớm em cũng tập thể dục, chạy bộ, tập yoga một chút vậy. Vậy đó hả? Chứ cũng thích đá bóng, bóng đá rồi anh. Đá bóng nữa. Chị cũng biết làm việc nhà nấu cơm rồi nha. Điểm yếu cũng hơi nóng tính nè. Làm ai là không vừa ý mình cũng giận mình nóng. Ở nhà ai có ông có ai đâu mà không vừa ý. Không lẽ mấy con dê là không vừa ý hả? Trời. Xin chào. Mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm là mạnh mẽ, tự lập. Mạnh mẽ sao đúng quá vậy? Mạnh mẽ thoải mái. Nào, ngồi thẳng lên. Đó, mạnh mẽ. Rồi gì nữa? Rụt rè trước đám đông. Rụt rè rồi cái này được nè. Đang rụt rè được nè. Thoải mái lên nào. Có tật xấu gì không? Có, hay cãi lại. Hay cãi lại hả trời? Bên kia nóng tính lắm á. Khoan, ở nhà chị làm gì vậy? Nhà buôn bán tự do. Bán trái cây. Thử giờ rau trái cây thử coi. Ai mua trái cây không? Rau vậy tới sáng là chưa mua nữa. Được rau thoải mái rồi lên chứ không? Rồi, bây giờ hỏi đường tình duyên đi. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình nhỏ thoáng qua không. Là chị thoáng bao nhiêu lần rồi? Có 2 lần. Mà sao mình không dừng lại luôn mà mình thoáng gì vậy? Có nghĩa là bố mẹ người con trai thích mà con trai họ không thích em. Thường quá vậy trời. Thích mà bố mẹ không thích nó cũng cố gắng. Vậy là chưa có nắm tay người đàn ông chưa chị? Chưa. Nó có hẹn hò đi chơi với con trai chưa? Chưa. Đường tình duyên sao vậy anh trai? Dạ, em cũng có 2 mối tình. Mới đầu tiên cũng được 5 cũng ở quê ngoài Bắc cũng vô đó em lên bà cô rồi tới Sài Gòn chơi nè, cậu vô bán nước phụ và về vậy đó gì quen. Dạ. Nắm tay chưa? Cũng cao á. Có hùng chưa? Dạ, cũng khó. Có luôn. Rồi cậu cũng có về quê, có Vũ. Em về quê luôn nè. Vũ về quê luôn. Rồi ở quê mấy bữa? Không, em không có vợ. Trời ơi, sao tự... vợ vậy? Không, vợ về Mỹ. Không có vợ đó. Rồi mối tình thứ hai? Tình thứ hai cũng bạn em có bạn à. Em bạn giới thiệu. Lên lần đầu về lên là Vũ xuống nhà em chơi. Lên lần hai Vũ cái xuống nhà em chở xuống nhà em chơi.
xuống luôn. À, cái chở về cái dạ dạ em đưa về cái tấu vậy, cái vũ em vô cà phê Xuân Vườn luôn. Thật không? Vô cà phê Xuân Vườn trong đó đèn sáng hay là đèn mờ? Đèn mờ. Đèn mờ. À, vô cái nhưng mà nắm tay rồi cho cái mình giờ dạ, mình đụng đâu cũng chơi nhá. Cái nó nằm em về luôn. Trong mình đưa về không chịu về nữa chứ. Tức là ở tới 11, 12 giờ là năn nỉ đưa về không chịu về rồi. Có tấn công không? Có tấn công không? Có mần ăn gì thành công không? Cũng có, cũng có. Anh này thành thật. Rồi cuối cùng sao chia tay? Vì cái xuống nhà em lần nữa. Xuống em lần nữa cái chạy mưa cái đòi giờ con gái chạy mưa về không được, ở ngủ với em luôn. Má em mà không cho. Má em mà không cho. Là mấy bà già xưa mà bả kỹ bả đâu có cho, thấy vậy bả không cho ở ngủ chung, bả không cho ở ngủ, bả lấy ông mưa bả đưa cho về. Trời đất ơi, tiếc không? Vậy là tại má rồi. Tại má rồi. Bả nói nó gì cái tự hái cái nó không xuống nữa, vậy em cũng không lên nữa. Sau về vài năm nữa em có lên mà anh đem đến kiếm em la quen lại mà em hỏi mà em thấy có cha chồng có con thôi em về. Trời ơi, đoạn trường. Thật thà dễ sợ luôn. Bây giờ mình nói người thân. Nói cho gái nghe. Dạ. Thật ra anh này anh dễ thương mà anh thật tình đến mức như vậy, hiền như vậy luôn á. Dạ. Mà hai bên người này hiền quá hả? Nhưng mà ông kia cũng hiền mà cũng hên. Cũng tấn công được một lần. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như anh Quỳnh Linh. Giống như anh Quỳnh Linh. Mỗi người gia đình bữa cơm 5 giờ chiều. À, có coi chương trình của Linh nấu ăn đúng không? Nấu cơm đúng không? Dạ. Ngon không? Ngon. Rồi. Giờ anh có mong muốn lấy vợ như thế nào? À, dễ nhìn, thấy dễ thương nữa. Biết nấu cơm nữa nha. Biết nấu cơm, biết nấu. Trời ơi, cơm giờ dễ nấu lắm. Phải con gái thì phải không nha. Biết nhậu, không biết hút thuốc được không? Bên đây hiền khô. Rồi, hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ, đi với chị gái. Dạ, xin chào chị ạ. À. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Đây này, em gái của em. Em nghĩ anh này là cũng được. Nếu mà em cảm thấy thuyền vào bến thì em cho anh cơ hội vào. Nếu mà cảm thấy như thế nào, em cả quyết. Anh hiền quá ha. Còn đâu cái này là duyên phận là, là do em quyết định. Mà giờ thì sao em gái ở nhà không có cách nào làm mai cho ai hết trơn hay sao? Nói trước đám đông thì nó rụt chặt thế, thế chứ còn đâu ở nhà thì nó mắng em phải trên tại. Trời đất là... vậy đó nói hả? Nói có khi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Ở nhà cũng mắng chị quá hả? Mắng lắm, ghê lắm. Năm lúc khan tiếng ở nhà ghê lắm, kinh. Nói thật chứ em vào đất Sài Gòn này là em gánh nặng vai, gánh nặng lắm. Năm nay là em vào đây là 22 năm rồi. Em gánh vác đủ mọi thứ. Nhà có mấy chị em? Nhà em có 5 anh em. Nhưng mà giờ ở chung mấy người? Giờ em này là ở chung. Này là em út quá hả? Em út. Em có nhà cửa đầy đủ rồi. Có phòng cho thuê. Có mấy đám đất nữa. Là em gánh vác hết. Em này chỉ dựa vào em sống. Nếu mà em có muốn cho anh vào bến thì cho anh. Còn đâu chị không thể nào cả quyết được. Em thích thế nào thì quyền của em, không sao lại này hận đời. Ôi rồi. Còn rồi. Đâu giờ thì nói chung cho cùng thì giờ em nói là được. Được hay không là do em cả quyết cho. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Chị có vẻ bất lực quá. quên, anh trai đi với ai ạ? Em đi con Mạnh rồi. À rồi, có anh Quyền Linh đó. Được rồi. Bây giờ mở rào cho hai người nói chuyện nha. Đúng rồi, mở rào. Mạnh dạng nhẹ nhàng thôi nha. Bắt đầu đi. Đi anh. Thôi anh có món quà muốn tặng em. Dạ, tặng anh. Thì anh tặng sữa tắm em. Sữa tắm hả? Sữa tắm dê hả anh? Sữa tắm dê. Còn em gái tặng cái gì? Tặng cho anh đôi giày. Mình lấy ra mình mang đi chơi hay mang đi làm? Mang đi chơi. Cho em gái mang thấy có vừa không? Rồi giờ có ai tặng giày chưa? Chưa mà em. Đây lần đầu tiên đúng không? Giày Nike á. Rồi mang đôi giày đó vô có vừa không? Xỏ vô thử coi. Dạ sao giống dạy gái mà.
Dạ, con trai, con gái đâu, con gái. Dạ, vậy được, thôi khỏi màn thôi chị. Không sỏi vô có vừa không? Trời ơi, vừa khích luôn mọi người ơi. Ngon, ngon, ngon. Thôi mang về mới luôn đi. Mang vừa là đúng là tấm cám luôn á nha. Đúng rồi đó, định mệnh luôn. Định mệnh luôn á. Hay quá. Vừa không anh? Thoải mái không? Vừa. Hỏi nhìn anh mang giày được không? Anh nói trước đi. Em thấy anh mang giày này đẹp không? Đẹp. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Nhìn cũng dễ thương chút, dễ nhìn. Cũng đẹp gái anh Đức rồi. Cũng biết nhà, cũng biết nấu ăn, nấu cơm nữa. Anh thấy em có được với ai không? Được, từ từ anh với em đang còn tìm hiểu về tiếng xa hơn. Anh có con cái gì chưa? Anh có con cái gì chưa? Chưa. Chưa có, chưa có vợ luôn mà. Chưa có vợ. Anh em mình có rảnh thì anh lên chỗ em chơi ha. Đang chở đi chơi hay là giờ về em xuống anh chơi đang tìm hiểu quen biết ha. Từ từ hợp về anh thấy ha. Anh ở thành phố Long An hay ở nhà quê? Ở nông thôn. Để Linh diễn tả cho. Cần vuột sát qua đây nè, không phải là xa xôi đâu, mà là trung tâm. Nói vậy cho bên nhà gái biết ha. Dạ. Rồi hỏi giờ. Anh với em lấy nhau cũng không có thời gian mà có đẻ liền được không? Tiến tới nắm tay đàng hoàng. Đó. Nắm tay em nghe. Đứng lên, đứng lên. Nhìn anh muốn sinh con liền gì đó. Nói đi. Anh nói đi, sao không nói? Anh với em cũng không có xa mấy ha. Em chạy hai tháng để em chạy một tuổi luôn. Hai ba tháng lấy luôn, anh muốn sinh con liền. Hai ba tháng lấy luôn, em với anh muốn sinh con liền, em sinh được không? Hả? Đừng có buông tay ra. Hỏi lại nè, nói lớn lên. Anh muốn hai ba tháng em sinh con liền, em sinh được không? Hai ba tháng sinh sao sinh được? Ít nhất phải 9 tháng 10 ngày. Hai ba tháng làm việc. Thì muốn sanh á thì sanh được thì tự phải. Được không nói? Lại được thì nói tiếng được vậy đó. Đúng vậy rồi, Toán nói đúng. Toán. Đúng. Được. 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 Giờ anh có nắm tay bà chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Giờ nắm tay anh em thấy sao? Lạnh. Lạnh. Trong ấm hả? Anh thấy ấm nè. Hỏi 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 coi thấy nắm tay anh thấy thích không? Em thích không? Em lạnh không thích. Lạnh không thích ha. Em xuống nhà anh chơi nha. Anh giúp em được không? Về nhà anh chơi mấy bữa. Em thả đi về nhà anh chơi mấy bữa. Bây giờ cưới thì xuống ở luôn. Vậy mà chở về chơi á. Dạ. Đi mấy bữa? Đi lúc thôi. Lúc? Giờ chừng nào đi được anh giúp? Lúc nào anh đi được. Vậy mai được không? Được. Em dạ em thích anh, có thích anh không? Thích thì từ từ giờ biết ra sao. Không, mà thấy giờ thấy có nãy giờ có cảm tình hay có gì không? Gì chút chút không? Có mến hay có gì gì không? Không mến hay buông tay ra. Không mến hay buông tay ra. Cái gì kỳ vậy? Bảy nhặt Yoshida điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Thật ra rất là khó cho chị gái bởi chị quá hiền nhút nhát. Ở nhà thì có thể hoạt bát nhưng mà ra đường quá nhút nhát. Để tìm cho mình một người khó lắm đó. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Trời ơi. Chị không có bấm hả? Dạ, chị không bấm hả? Dạ không. Bây giờ mình còn băn khoăn cái gì vậy? Muốn anh ở trên thành phố này làm ăn cùng em. Nói nói đi. Rồi ta, bây giờ anh có chịu về thành phố không? Về thành phố phụ bán trái cây không? Mình đang nói thì tính sao? Nếu anh thương người nào của anh đi theo, anh bỏ tất cả anh đi theo luôn được. Đó. Có thay đổi không chị? À, em có gì thì nói phải không? Còn không bấm là giờ em không chọn giờ đường ai nó đi phải không? Cái gì sao vậy? Anh lên quận 12 anh đón. Còn gì nữa lựa chọn nữa? Được không? Anh có chạy xe được không?
Được. Chạy từ Long An lên thành phố được không? Được, hồi giờ bạn anh ở quận 12, anh lên quận 12 anh đi cũng mấy chục lần á. Đó. Được, được, rồi sao? Anh đi quận 12 anh lên mòn đường á. Sao? Hay còn gì nữa? Thấy anh chưa được đẹp trai. Giờ không đẹp thôi vậy. Không đẹp thì không bóng không? Vậy trời chúc em tìm người được dưới. Vậy đường ai nó đi. Thật ra kiếm người đẹp trai khó lắm á. Chị gái không chọn thôi. Chơi cái anh cũng chúc em tìm được người khác vậy thôi. Đẹp trai vậy đó như em. Xin em địa chỉ muốn. Mai mốt lên mua trái cây cụ tiếp. Thôi không xin. Giận hả? Giận. Trời ơi, tội nghiệp không? Mời nhà trai. Wow. Xin chào. Trời ơi, hoành tráng quá. Đây, đây. Để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao nó bự quá vậy? Nhà trai làm tôi tò mò quá. Rồi. Nhà trai ổn định chưa à? Ổn định. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi, nhà trai mình giới thiệu đi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, chào bạn của em. Chào bạn gái bên kia, cùng toàn thể mọi người. Em rung quá. Rung gì? Thôi thoải mái lên nào. Dạ, em là Đinh Kim Trí. Dương năm... Kim. Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. Sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, là sao? Là... Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài cũng được. Càng giảm nó càng lên, không hiểu sao. Rồi, Trí sinh năm 84. Làm online giảm cân, rồi tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý dạ. Lịch trích ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Nhà nghe Sâm, nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm của, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Là sao anh không hiểu? Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu nổi Trí? Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á, để em làm được cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Không có nghị lực. Nghị lực nào để em giảm tới quá trời ký vậy? Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi, vậy quá. Quá xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Anh cũng tìm cách giảm coi, cũng chục 20kg coi. Không, cái hoàn cảnh em nó khá đặc biệt. Biệt là sao em? Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ, em ở em đã... bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm anh, 4 năm. 4 năm. Dạ, 4 năm. Thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Nhiều dạ, khi chưa. Mập quá dạ. Có con cũng khó. Dạ đúng rồi. Dạ. 170kg đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan.
là cũng giống như là tật nguyền, là không làm được những việc một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Dạ đúng rồi. Thành ra không có con. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Không chừng chắc tới anh là mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng chim mộ về thôi. Nghị lực của bạn này đó. Dạ anh chào chị. Dạ. Anh có 10kg dạ. Mà anh giảm hoài không được nè em. Chắc anh phải có nghị lực như em quá. Hay quá. Anh nhưng mà từ 170kg mình giảm xuống thì da mình nó có trùng không anh? Cũng có chứ. Cũng có, dạ đúng rồi, cũng có, đó là đương nhiên rồi. Ừ. Nhưng mà nó cũng không qua áo quần thì có thể che được cái khuyết điểm đó. Dạ. Nhưng mà từ từ tập á, thì nó sẽ ấy. Anh giảm bớt. Thậm chí là mình đi thẩm mỹ mình cắt da thì không sao. Nhưng dạ, mà mặt mình... anh có cắt không? Dạ không. Không. Sao mặt nó đẹp mà, đẹp trai mà. Rớt 170kg thì chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170kg ạ. À. Tăng tăng. Đâu? Dạ, phòng dựng sẽ làm điều đó ạ. À. Trời đất ơi. Nó khổ vậy nè. Tôi mập tôi biết. Cái gì bự, không cần bự nó cũng bự. Mà cái gì nó muốn bự nó không bự. Ví dụ mấy ngón tay này nè, càng ngày nó càng teo lại, cái bàn tay nó bự ra vậy nè. Cái tay nó teo teo lại, mình cầm cái gì nó cũng khó chịu đúng không? Chết rồi, tôi đang trên tinh thần đó. Ăn quá. Chết rồi. Đo thử coi. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt siết xả giữ thì khoảng 2 năm. Siết xả giữ hả? Siết xả giữ là sao? Là tức là nó không có liên tục anh. À. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhịn ăn đó hả? Không. Nó cũng là một phần ăn kiêng. Ừ. Nhưng mà nhịn ăn thì nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Ừ. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Yeah. Thì bên bên nữ thì cũng có một cô phun xăm thẩm mỹ. Ừ. Là cổ cũng từ 170kg á. Mà cổ giảm xuống còn có hình như nay cổ còn có 50-60kg. Thôi được rồi, biết cái nghị lực đó rồi. Bởi vì không, bản lĩnh đàn ông không có. Mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông đúng không? Hay quá. Em xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh nha. Thành ra những người đàn ông đang có bản lĩnh đàn ông, hãy cố gắng giữ lại bản lĩnh đó, đừng để mất bản lĩnh đàn ông. Còn tôi từ từ nó mất rồi đó. Tôi phải giảm thôi, tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Bây giờ em nghe nghị lực của anh giảm cân chưa? Đúng không? Đấy, người ta giảm cân để có tình yêu. Đó, chủ yếu là như vậy. Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. Dạ. À, em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ. Ừ. Rất là hài hước. Ừ. Và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Dạ. Luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. À, em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. À. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Ừ. Ừ. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó... Dạ đúng rồi. Nó nhanh lắm đúng không? Dạ đơn như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó
anh nói anh có gia đình rồi 4 năm mà không có con. Dạ. Thì bây giờ coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Ừ. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Wow. Ok. Vậy là được rồi. Tuyệt vời về cái điều đó. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi á, mình mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá à. Thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà anh thấy một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng không nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi với em à. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh không biết chừng nào em ốm. Thôi đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng á. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống đúng không nổi mà. Thật ra nếu mà có một người con thì nó lại khác nữa nha. Chắc chắn người ta cũng sẽ, người phụ nữ sẽ hy sinh vì điều đó. Nhưng bây giờ cũng không có con thì có lẽ thôi không có duyên phận ha. Dạ, không có được, có buồn gì hết. Dạ. Mà chính ra em phải tự hào về con người của em, nghị lực của em luôn. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Về tính cách hả anh? Về một mẫu hình lý tưởng nào đó mà em suy nghĩ. Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một mẫu người giống như anh. Đó là một người đàn ông của gia đình, em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi đó nha. Nào giống anh ha. Dạ. Vậy là anh sẽ không mập nữa. Bên kia bự hơn anh chút, nghị lực hơn anh. Bây giờ anh giảm ký mà chưa 10 giảm ký được. Mà giảm hoài giảm mà không giảm được. Hoài không được. Nó chỉ có lên thôi. Tức gì đâu. Càng giảm càng lên. Càng giảm bữa 10 ký bữa nay giảm 3 tháng trời nó lên 12 ký. Thiệt mà tức. Người ta siết 3 tháng người ta xả 2 bữa, còn đây siết có 1 bữa mà xả 3 tháng. Tôi nhịn 3 ngày tôi không ăn, tôi húp cháo không. Ngày thứ tư tôi ăn 3 con gà luôn. Đau lòng, thiệt là đau lòng luôn. Nó thôi bây giờ mình dứt khoát mình sẽ nghị lực như anh Trí ha. Chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Có phương pháp chứ. Bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến dạ. Người thân sao? Anh Trí đi với ai? Dạ hôm nay thì em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại. Dạ. Của tập đoàn Đất Mới. Và có một em kia là em rể của em. Dạ. Là chồng của em gái của em. Dạ. Dạ. À. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực, top 2, top 1 đang coi TV ở nhà, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Dạ, dạ video chú của cầm, chú đâu ạ? À? Cầm video giùm con đi ạ. Dạ. À. Chào chú. Dạ chú chào chương trình, chào MC. Dạ. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Chú mắt thì chú thấy là đẹp được. Đẹp nhưng được. Mà cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ là chú có chuẩn bị cho con chú bước tới không? Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa. Và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết. Đó, thật ra chú rất mong muốn. Chú rất mong muốn. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Chú nhiều. Chú cảm ơn như vậy. Dạ em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi xin chào nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm.
Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy là chị của em á, sau khi mà trải qua mối tình một năm á, thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Được rồi. Thấy ngoại hình cũng đẹp trai ha. Cách đây 6 tháng nhìn lại đều biết. Đó. Thôi, vậy được rồi. Dạ. Hai người đã nghe cái bí gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Trời, làm như nhớ hình ảnh ngày xưa. Trời, mình thằng bạn của áo bông. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đây chị cầm giùm cho. Dạ. Em để nó ra đây. Là cái này tặng bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Không đưa cho người ta gì hết. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. Trong cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Rồi, để sách đi Trí. Thôi, Trí quay mặt qua nói chuyện với Sâm đi. Hai người ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Dạ. Nhìn thôi. Để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội. Dạ. Để có thể là kiên trì lại từ đầu. Dạ. Vượt khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á, thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Dạ. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Dạ. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh nhanh một chút, đừng để anh chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em à. Dạ. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được và muốn nhanh cũng không xong đâu. Dạ. Dạ. Tôi xin thông báo trong bạn mối hẹn hò có rất nhiều cặp đôi sau một tuần bấm nút. Ủa? Họ đã đăng ký kết hôn. Là nhanh nhất có thể đó. Nhanh nhất có thể. Vậy cho em hỏi là cái công việc của anh á, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái. Và khách hàng là những công ty. Và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Dạ. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Dạ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng nói là cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm trong tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á, nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Lo cái gì? Nói chung em hay tính, em hay lo lắm. Em ghen hay là lo? Không, em không hề ghen, vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em rất là lo lắng về vấn đề đó. Lo gì đó thôi đúng không? Dạ, chuyện ghen thì anh nghĩ đây không cần ghen nữa rồi đó. Dạ. Anh biết chắc đây là con người nghị lực rồi. Dạ. Anh đã nói đến mức như thế thì anh nghĩ không cần ghen. Lo dạ. Là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái các lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cái rồi. Cái tay cái lái tới đây luôn xe gì? Xe tải anh. À, trời, xe tải. Dạ. Xe đầu kéo hay là xe tải nhỏ? Xe tải nặng anh. Tay bự đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái là gì? FC. FC đó. Đó. Là xe tải đó thì cũng không phải chạy nhanh lắm. Dạ. Không phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ, em nói chung em chỉ lo lắng về cái vấn đề đó thôi. Vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà trong bây giờ thành phố mình chạy chậm lắm em.
Kẹt xe không à, không có chạy nhanh được đâu, chạy nhanh cũng khó lắm. Từ khi nào đi tỉnh thôi, ảnh sáng ảnh giao, chiều ảnh về, anh ghé nhà em, chở em lên Bình Dương. Xong cái sáng mai anh chở em về nhà, cái anh chở xuống cha giao hàng, anh giao hàng cái anh giao em luôn. Đó. Giao đi đâu? Đến giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đâu ai biết, tôi nói vậy thôi còn tùy một tí giao đâu giao chứ. Tôi chỉ... tính đi giao con gái nhà người ta ghé chơi thì được, đi chơi xong rồi về giao cho ba mẹ. Ờ à, vậy thì được. Chứ giao cho ai? Lẽ giao bán qua bên kia thầu lao. Có nhiều người bắt cóc giao bên kia cho một người ta giao về nhà, ta chở đi chơi, tôi chở hàng sẵn ké người ngồi trên đó. Không, vừa chở người yêu vừa chở hàng luôn, xong rồi cái giao về cho gia đình luôn, hợp lý em ha. Hợp lý. Còn nếu em thích em sợ anh, em leo xe ngồi ngay cabin luôn, cứ ảnh giao hàng em kiểm hàng được không? Được quá. Dạ theo anh là vậy đó. Dạ chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ đi em, suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi, lâu lâu anh xem. Anh có muốn hỏi gì về em không? Thì đa phần những câu hỏi của anh thì nó thuộc phạm trù cảm nhận, thì nó không phải là câu trả lời có hoặc không. Dạ. Thì anh cần thời gian cảm nhận. Dạ, sở thích của anh là cái gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Ừ. Ăn uống healthy. Đúng rồi. Tập thể dục. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Dạ. Quen rồi ha. Dạ, nó, dạ. Dạ đúng rồi. Nó quen. Giờ bỏ tập không được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh. Dạ đúng, đúng. Dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về rồi là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì chắc em thằng con tép luôn rồi. Ai làm vậy? Mạnh không ăn chế độ riêng à? Một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà. Anh xả mà, cái anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn của anh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn, em ăn gì ông ăn đó. Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em với anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này là, cái này là chị can nha. Đây là thôi bây giờ đồ ăn của ai lấy ăn đi. Ừ. Chứ em đừng có để anh bây giờ mà anh mà xả ra một cái là anh trở về liền luôn á, tội nghiệp ảnh. Là anh ngồi đâu ngồi tại chỗ. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng. Em bỏ anh. Ờ, lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Nói chung là dọn lên ăn chung. Dạ. Nhưng đúng rồi. Mà đồ ăn người đó ăn. Đúng 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 đúng, đúng, đúng. Dạ đúng rồi. Gấp qua gấp lại được, nhưng em gấp của ông được nhưng ông đừng gấp của em. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng mà thật sự ra em ăn theo cái cách nấu nướng của bên này cũng rất là tốt cho cơ thể. Dạ. Tại vì hiện tại em cũng, dạ em cũng ăn theo chế độ. Nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu healthy chứ em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ ăn cũng ăn ít. Anh giờ chắc phải chuyển qua ăn khác, quá ăn cháo quá. Giờ chắc sẽ bắt đầu từ đây ăn cháo quá. Mấy đứa ơi, giờ chú đòi ăn cháo không kìa. Cháo cho nó ốm chứ. Mập quá à. Thôi hai người tiếp đi. Thì cũng hy vọng thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian, thì cũng chưa đúng. Có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu đúng. Nếu mà thật sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt, còn nếu mà không được thì mình vẫn em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là nếu mà em và anh tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được mọi không. Thứ không, cái này anh xin nói thẳng luôn, quan điểm tình yêu của anh một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi, thì nhà ai nấy ở thôi, đơn giản. Dạ em tôn trọng. Quan điểm là vậy đúng không? Dạ em quan điểm. Rồi bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương mà ở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng mà em thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì ở nhà của Daddy đây. Còn em thì em sẽ thuê một cái chỗ nhà trọ để gần cái xe của em. Để em đi làm nó về, nó khỏi về. Bây giờ ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, và còn em gái nữa. Em gái nữa? Dạ. Rồi em gái cũng sẽ đi lấy chồng thôi. Dạ đúng rồi. Đây, chồng nó luôn đây. Ừ, dạ. Rồi trong nhà có hai anh em thôi đúng không? Dạ đúng rồi, có hai anh em. Dạ. À, ba mẹ với em với dạ, hai dạ, chồng thôi. Thì thật ra là
Em có ở, nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà. Ok không? Em nhà tất cả đều quan ngân cái chuyện đó. Nhưng mà đôi khi em không thích cũng được. Thì anh cũng có thể là ở đâu thì cho nó thuận lợi công việc. Và nếu cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Được không? Được, anh em đảm bảo được. Đảm bảo em tự tin. Dạ. Mua nhà được là được rồi. Mua nhà được là được. Dạ. Vậy thì thật ra nếu mà hai vợ chồng mình ở với ông bà già cũng được, cũng không sao. Nếu dạ, mà không sao, dạ. Mình có con cái thì nhờ ông bà giữ. Ông bà giữ cũng được. Đỡ lắm đó. Rồi hai chồng ráng ráng mua cái nhà riêng. Dạ. Không ở cho thuê lấy tiền. Dạ. Nói thí dụ vậy, với cái nghề mà xe tải cao lắm. Lương cao dẫn chương trình luôn. Tôi biết mà, tôi lái xe tôi biết. Bằng FC thì dữ lắm á. Thấy không? Hạnh đừng có lo. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố cũng lâu lâu đất, đất Bình Dương này kia nhanh à. Thí dụ vậy á. Đó, đó là mở ra một cái con đường mà mình có thể cảm nhận được. Bây giờ mình khoan nói là mình như thế nào cả. Tất cả phải mở hết bài lần cho nhau thấy để mình cảm nhận nhanh nhất có thể, đúng không? Em ở đang ở nhà với ai? Dạ em ở nhà của chị gái em. À chị gái. Dạ chị. Rồi. Ở Bình Dương. Ở Bình Dương đúng không? Bình Dương. Dạ. Bây giờ lấy chồng theo về chồng cũng được đúng không? Dạ được. Ừ. Mà kẹt lắm mình mua nhà ở Bình Dương ở gần chị gái cũng được đúng không? Dạ. Thế ông chạy về đây ghé nhà Gò Vấp ông già, chạy về kia có bà chị vợ. Dạ. Có vợ nữa. Ở đâu cũng được hết trơn á, đúng không? Dạ được. Đất Bình Dương giờ thật ra nếu mà hai chồng gom góp nhau mua cũng đơn giản, không khó đâu. Dạ. Với lương của em ấy. Dạ. Đó. Với Bình Dương bây giờ phát triển mà. Trời, Bình Dương chuẩn bị lên thành phố trực thuộc trung ương khá nha. Thậm chí giờ hai chồng làm được mua đại với xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Ủa gì hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi ngon. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được. Dạ đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái trai về chở đi chơi thôi. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để rước dâu thôi. Rước dâu cũng hay à. Ờ rước dâu bằng xe tải. Tôi làm lơ cho. Yeah yeah yeah. Đó không? Ok. Đấy, một cái tương lai mình mở ra mình hoạch định trước rồi đó. Rồi giờ hai bạn tính tới chuyện con cái đúng đi. Rồi. Nhưng mà vụ đó được không? Dạ, được. Anh thử chưa? Em không có thử nhưng em tự tính. Thử lại chưa? Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được. Giờ không có thử không cũng dám nói thử rồi. Được phải không? Được anh. Đảm bảo nhà gái tôi muốn có con là được không? Dạ được. Chắc ha. Thấy ba cười quá trời. Đang chờ cháu nội. Ba cũng đang trông. Chờ cái quan điểm về con cái thế nào hai người trao đổi nhau, trai hay gái. Nè. Thử xem. Thì thôi, nếu mà được thì một thôi em nè. Nếu mà được. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Em cũng vậy, em thích con gái. Hai đứa con gái còn tốt hơn. Vậy là đồng chung chí hướng rồi đó. Giờ về lấy dao về ai quản lý về mặt tiền bạc thì đương nhiên là vợ mình đó, tại ba mình đi đầu mà. Ba mình làm nhiều quá rồi. Top 2 thì mình top mấy? Top 3. Trời ơi còn xuống nữa. Thấy chưa, được chưa? Dạ. An tâm chưa? Rồi, ok. Giờ hai bạn đi. Tới không? Tới. Khúc này là khúc quan trọng lắm á. Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau. Hãy nhìn thẳng vào đáy mắt nhau. Nhìn sâu vô mắt coi. Nó còn gì đúng không? Ha? Đó, rồi cảm nhận đi. Có thể hát một đoạn bài hát nào đó để đem cái cảm xúc cũng được. Ai? Em hát đi, em giúp anh, anh run quá. Xe ta bon qua dặm đường gì đó. Dạ em hát một câu của bài Ước Gì đi. Đúng rồi, nhìn dạ. Anh ấy hát. Nhìn vào anh ấy.
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Được quá chứ. Hát đi Trí. Anh Trí ơi gì đó cay luôn á. Em cảm ơn chương trình. Hả? Thôi cho em về lại, anh đến luôn. Em chịu hết nổi. Chịu hết nổi hả? Thôi về đây. Tôi lái xe thôi, tập hát bài hai bài chơi vui chứ. Khô khan lắm anh. Khô khan lắm hả? Dạ. Nhưng mà tình yêu là phải lãng mạn nha. Dạ. Về em có khô khan trong chuyện tình yêu nha. Bên tay trái kìa. Đó. Rồi, bây giờ là những cái giây phút mà hai bạn phải cảm nhận lại những cái thời khắc vừa rồi trên sân khấu này. Chúng ta đã nói gì với nhau? Chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau? Bây giờ hai bạn sẽ lắng lòng mình lại và suy nghĩ một lần nữa cho thật là thấu đáo. Và sau đó thì sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm về nè, nắm về nè. Đó. Nắm chặt vô. Bao nhiêu lâu chưa nắm tay gái rồi? Chắc phải 2 năm. Mấy năm rồi đó hả? Mấy năm vừa qua toàn là nắm tạ không hả? Dạ đúng. Giờ rồi. Nắm tay con gái thấy thì sao? Nắm tạ với vô lăng không? Dạ đúng rồi. Tay nó chai hết rồi. Bàn chai, tay chai sần đó. Nhưng nó nhiều cảm xúc. Nắm tiếp đi. Nắm chặt vô nắm gì khác nè. Thấy có khác với nắm tạ không? Đúng rồi. Khác. Khác chứ. Khác, dạ khác. Nó nắm tạ là nguyên cái tạ luôn á. Rồi, bây giờ nè. Lâu rồi chưa hôn? Thôi anh ơi, miễn cho em. Em rùng quá anh ơi. Bây giờ mà hung không được là chú Linh sẽ nói là... Là mất bản lĩnh nào. Đúng. Ôi. Cái vụ kia cũng không được đó. Hung được mới... Dạ rồi, cho em xin hôn bạn gái lên tóc. Dạ. Hung sao mà tao không thấy bản lĩnh đàn ông á. Hung sao tao nói không có bản lĩnh đàn ông đi. Ngày má. Tóc anh, tóc. Ba thấy cười khoái rồi đó. Chuẩn bị có cháu nội nha ba. Ông này lâu lắm rồi. Bản lĩnh dồn nén rồi đó. Được ha? Cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Rồi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Ok. Thôi bây giờ thì chúng ta đã có giây phút nói chuyện thật lòng với nhau rồi. Những gì mình nói mình giữ lấy lời nha. Và vấn đề thực hiện để làm sao chăm sóc cái mối tình này được thăng hoa. Nó đơm hoa kết trái. Để chúng ta có thể về chung một nhà. Dạ. Để hỗ trợ, chăm sóc, chia sẻ với nhau suốt cả cuộc đời này các bạn nha. Dạ.